Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh DH Academy. Trong video lần này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra chức năng thêm sửa xóa các quyền trong hệ thống của mình. Và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau setup lại trang giao diện cho hệ thống. Mình sẽ quay trở lại vào code và quay trở lại phần layout và phần sidebar ở đây. Ở đây mình sẽ xóa bỏ đi một số cái không cần thiết. Đây mình sẽ để lại là role. Tiếp theo có role rồi, mình sẽ để là user. Tiếp theo có user rồi, mình sẽ để đây là product. Và cuối cùng mình sẽ để ở đây là category. Mình sẽ edit trong cái file sidebar của mình. Và một số cái layout không cần thiết mình sẽ xóa bỏ. Sau đó mình quay trở lại, mình lưu lại và mình sẽ quay trở lại, mình sẽ reload lại. Đây, category của mình đã thành công. Và đây mình sẽ xóa cái từ upgrade to pro ở đây đi. Nó sẽ là cái thẻ deep ở đây, mình sẽ xóa. Quay trở lại, ở đây mình đã có các đầy đủ các thành phần cho cái trang của mình. Tiếp theo mình sẽ tạo ra view controller cho chức năng role của mình. Mình sẽ tạo ra controller bằng câu lệnh pp san make controller. Ở đây sẽ là admin, là tên của cái thư mục mình để trong. Và tiếp theo mình sẽ đặt tên là role controller. Đây mình sẽ trừ trừ result để nó tạo ra cho mình 7 cái phương thức. Tiếp theo ở trong router mình sẽ sử dụng route result. Mình sẽ đặt tên result của mình sẽ là role. Tiếp theo controller của mình sẽ là role controller. Rồi. Sau đó mình sẽ kiểm tra lại các router của mình bằng câu lệnh php design route list. Đang bị một cái lỗi là cái route result trong code static result mình xóa. Kiểm tra lại. Rồi, ở đây mình đã có đầy đủ các cái router cho các cái chức năng của mình. Như vậy là chúng ta đã tạo xong router và tạo xong controller. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo đến view. Ở đây mình sẽ tạo hai thư mục mới, mình đặt tên là role. Trong role này sẽ có các blade. Blade đầu tiên sẽ là index. Blade này chịu trách nhiệm hiện thị ra các list. Tiếp theo sẽ có blade liên quan đến chức năng create. Tiếp theo sẽ là blade liên quan đến chức năng edit. Khi mình đọc xong các blade, mình sẽ quay trở lại role controller. Ở trong hàm index, mình sẽ return về view. View ở đây sẽ là min.role.index. Tương tự đối với các chức năng create sẽ là create. Và tương tự đối với chức năng edit sẽ là edit. Sau đó mình sẽ quay trở lại cái chức năng đầu tiên sẽ là index. Ở vị blade index mình sẽ dùng cái layout admin. Quay trở lại cái file dashboard này,
mình sẽ copy những cái phần extend và phần section của nó. End section. Tiếp theo, ở cái phần dưới extend, mình sẽ để một cái section. Tên của nó sẽ là title và giá trị của nó sẽ là role s. Mình sẽ quay trở lại cái layout đầu tiên, file app. Ở đây mình đang có một thẻ meta title. Ở đây mình sẽ để edit cái title này, mình sẽ sử dụng là gear và tên của nó sẽ là title, giá trị mặc định của nó sẽ là atbot. Sau đó khi mà mình đã có blade này rồi, mình sẽ thử in ra một thẻ h1, mình sẽ để nó sẽ là role list. Mình đã edit xong cái view cơ bản và cuối cùng mình sẽ vào sidebar. Ở phần role, ở đây có thẻ A để mình có thể đến cái link đó. Mình sẽ sử dụng cái helper là route, và route của mình sẽ là role. Tên role của mình sẽ là role.index ở đây. .index. Tiếp theo, mình sẽ quay trở lại trang view của mình và mình sẽ reload lại click. Và nó đã ra cái trang laundry của mình. Tiếp theo, ở trong phần router này, mình sẽ để ra tên của cái route dashboard. Mình sẽ đặt tên cho nó sẽ là dashboard. Và mình sẽ quay trở lại cái sidebar. Ở đối với phần dashboard này, mình sẽ đặt router cho nó sẽ là route, tên của nó sẽ là dashboard. Quay trở lại, mình sẽ lấy load, kích vào phần role. Tiếp theo, ở trong phần router này, mình sẽ để ra tên của cái route dashboard. Mình sẽ đặt tên cho nó sẽ là dashboard. Và mình sẽ quay trở lại cái sidebar. Ở đối với phần dashboard này, mình sẽ đặt router cho nó sẽ là route, tên nó sẽ là dashboard. Quay trở lại, mình sẽ lấy load, kích vào phần role. Ở đây chúng ta để thấy là khi click vào role thì nó vẫn sẽ có một số cái nội dung. Do cái layout của mình sẽ vào phần layout, cái app layout của mình. Ở đây mình đã có phần content đây rồi, nên là các cái phần không cần thiết mình sẽ xóa đi. Mình sẽ xóa hai cái dưới đi vì nó là những cái phần không cần thiết. Mình xếp lại và khi mình reload thì ở đây nó sẽ không có gì cả. Rồi, ở đây mình đã xong cái phần role list ở đây. Tiếp theo chúng ta cần phải làm đó là chỉnh sửa khi mà chúng ta click vào role thì nó sẽ hiển thị active ở đây. Thì để làm được điều đấy, chúng ta sẽ vào phần sidebar. Và đối với ở thẻ A ở đây, chúng ta sẽ sử dụng là nếu request mà cho đến cái route nó sẽ là dashboard, thì chúng ta sẽ in ra là ở đây sẽ là các class của nó. Class đầu tiên là background và class tiếp theo sẽ là active. Còn không, chúng ta sẽ không in ra gì cả. Request cho đến route y, request ở đây rồi. Tiếp theo mình sẽ copy cái phần này xuống cái phần role, paste nó vào đây. Và route của mình sẽ là roleNet.sao. Sẽ quay trở lại, click vào. Thì khi mà click thì nó đã active và nó đã chuyển sang màu nền. Tiếp theo chúng ta sẽ hiển thị read role ra màn hình. Mình sẽ quay trở lại code và mình sẽ vào cái file
index của role, tắt hết tất cả những cái khác đi. Ở đây mình sẽ bao quanh nó bằng một cái thẻ có class là card. Tiếp theo, để có thể in ra được một danh sách thì chúng ta cần sử dụng thẻ table. Mình sẽ làm nhanh phần này. Tiếp theo chúng ta sẽ cần phải có một các cái thẻ TR và in ra các cái danh sách bằng sử dụng là for x. For x ở đây mình sẽ đặt tên biến sẽ là role và tên của nó sẽ là item, nó sẽ là role. Ở đây khi mà mình lập thì mình sẽ lập qua các cái hàng, và các cái hàng này nó sẽ có cái tên đầu tiên sẽ là ID, mình sẽ để role chọn đến ID. Tiếp theo sẽ có các thành phần khác là name và tên hiển thị. Và ở đây có cái biến role ở view rồi thì mình sẽ phải vào controller. Ở trong cái hàm index ở đây thì mình sẽ có một cái biến đặt tên là role s, và cái biến của mình sẽ bằng role và mình sẽ phân trang nó luôn. Và index ở đây mình sẽ để là 5 bằng y.trang. Sau đó mình sẽ truyền biến này sang view sử dụng là compact, tên biến của mình sẽ là Rones, và mình sẽ quay trở lại giao diện. Tất nhiên đây nó sẽ hiển thị ra một cái bảng và nó trông rất là không có thẩm mỹ, nên ở đây mình sẽ quay trở lại cái trang index và mình sẽ để các class nó table, để là hover rồi mình sẽ quay trở lại sẽ reload lại. Do là mình chưa có cái role nào hiển thị nên mình sẽ tạo ra dữ liệu mẫu sử dụng seeder. Mình sẽ tạo ra role seeder bằng câu lệnh make role database seeder. Make mình thiếu seed. Rồi, sau đó là mình sẽ quay trở lại role seeder ở đây. Ở đây mình sẽ tạo ra các cái role seeder mặc định của hệ thống. Mình sẽ có một mảng tên là role. Và mảng này nó có các cái mảng con khác. Mảng đầu tiên có name, mình sẽ đặt là super admin. Và cái display name của nó mình sẽ để sẽ là super admin. Phần này mình sẽ làm nhanh. Mình đã tạo xong bộ dữ liệu cho nó. Tiếp theo mình sẽ sử dụng for x và mình sẽ lặp qua cái mảng của mình. Ở đây mình sẽ sử dụng model role và tên hàm sẽ là update or create. Mảng của mình sẽ là role. Tiếp theo mình sẽ chạy cái sheet này. Câu lệnh sun db sheet và trừ tên class của mình sẽ là db seeder. Ở đây mình đã chạy thành công và mình sẽ quay trở lại giao diện mình reload lại.
Khi mà mình reload lại thì nó sẽ hiện ra các dữ liệu của mình đã có sẵn. Tiếp theo chúng ta sẽ phân trang cho bảng của mình. Mình sẽ vào trong code ở đây. Mình sẽ sử dụng biến role chọn đến hàm links. Và để thử xem là nó có chạy hay không thì mình sẽ vào trong role controller. Mình sẽ để lại phân trang là 3 và ghi chỉ một trang. Và không được quên vào trong app provider và để dòng là paginator u bootstrap file. Sau đó mình quay trở lại và mình reload lại. Ở đây mình đã hiện sang cái phân trang. Tiếp theo mình sẽ tạo ra chức năng create. Mình sẽ tắt hết. Đầu tiên ở trong cái view index mình sẽ tạo ra một cái nút và mình sẽ để nó sẽ là create. Cái nút này sẽ làm thẻ A và nó có href sẽ là đến cái router. Router này sẽ là role.create. Mình sẽ cho thẻ này có class btn và btn primary. Sau đó mình sẽ reload lại. Nút này rất là to đúng không? Mình sẽ quay trở lại. Mình sẽ để nó vào trong một thẻ deep. Quay trở lại. Reload lại. Mình sẽ kích vào nút create. Và nó sang trang create của mình. Ở trang create, đầu tiên mình sẽ copy cái này trước, những phần layout của nó trong phần create. Đây sẽ là end section. Ở đây sẽ là create. Mình sẽ để một thẻ div ở đây. Class của nó sẽ là card. Tiếp theo mình sẽ có một thẻ h1. Đây sẽ là create role. Tiếp theo mình sẽ tạo ra thẻ form. Mình có thể là lưu dữ liệu. Và action ở đây sẽ là route role.store. Method của nó đương nhiên là post rồi. Lưu ý là mình sẽ phải thêm CSRF. Đầu tiên mình sẽ thêm một cái thẻ trước. Mình đặt cho nó class sẽ là form group. Tiếp theo ở trong này mình sẽ có một thẻ label. Đầu tiên sẽ là name. Tiếp theo mình sẽ có một thẻ input. Và name của thẻ input này sẽ là name, tên của role. Và type của nó sẽ là text. Class của nó sẽ là form control. Mình sẽ có các cái thẻ khác, các cái ô input khác. Đầu tiên sẽ là display name. Display name. Tiếp theo mình sẽ không thể thiếu được, đó chính là các cái quyền permission. Và các permission này sẽ là một cái ô checkbox. Nhưng mà mình sẽ để lại. Đầu tiên mình sẽ quay trở lại xem giao diện như thế nào đã. Giao diện của mình cũng khá là đơn giản. Mình sẽ quay trở lại cái template này. Giao diện của mình khá là đơn giản. Rồi. Mình sẽ để border cho nó. Border mình sẽ để là 1. Đây giao diện của nó nhìn chưa đẹp cho lắm nên là mình sẽ vào trang chủ của nó, vào material dashboard, search trên Google và mình sẽ chọn là doc. Tiếp theo mình sẽ vào phần form. Đây mình sẽ kéo xuống, mình sẽ chọn cái form label ở đây, copy, quay trở lại,
Ở đây mình sẽ paste nó vào đây. Và mình sẽ thay đổi lại một chút phần name này. Xóa những cái không cần thiết đi. Type của nó sẽ là text và tên nó sẽ là name này. Tiếp theo tương tự sẽ là display name. Tên hiển thị. Và của nó sẽ là display name. Tiếp theo mình sẽ có một cái button để submit. Type của nó sẽ là submit và class của nó sẽ là btn. Submit btn. Primary là màu. Rồi, mình sẽ đặt tên button cho nó là submit. Quay trở lại giao diện. Giao diện của mình sẽ trông đẹp hơn rất là nhiều. Permission ở đây của mình đang chưa có permission nào cả. Mình sẽ tạo dữ liệu mẫu cho permission vẫn ở trong role db seeder. Sẽ tạo thêm một cái biến nữa. Mình sẽ đặt tên là permission. Ở đây các cái quyền của mình cơ bản bao gồm curd user sẽ là create user, display name của mình cũng sẽ là create user, group sẽ là user. Tương tự đối với user thì sẽ có 5 cái quyền cơ bản, thêm sửa xóa và hiển thị. Create, đây sẽ là store. Create này, update này. Đây sẽ là update. Tiếp theo sẽ là show. Đây sẽ là show. Delete. Ở đây cũng sẽ là delete. Tiếp theo xóa cái này đi. Mình đã có 4 quyền cơ bản của user, tương tự các cái quyền còn lại đối với role, đối với product, đối với category và đối với mã giảm giá. Ở đây mình sẽ có là role này, role. Tiếp theo sẽ là role này ở đây. Xong role rồi, chúng ta sẽ đến category. Đây sẽ là category. Category rồi, chúng ta sẽ đến product. Để cho này xuống. Product xong rồi, chúng ta sẽ đến mã giảm giá. Chúng ta tạo ra permission này để chuẩn bị cho hệ thống phân quyền sau này. Sau đó mình sẽ sử dụng câu lệnh for x và mình sẽ tạo như tạo role. Thay vì đây sẽ là role, sẽ là permission. Mình sẽ để là item. Thay vì đây là role, sẽ là permission. Mình sẽ chạy lại. Đang bị một lỗi là for x. Mình đang chạy bên trong ngoặc, di chuyển ra bên ngoài. Paste nó vào đây. Rồi mình sẽ chạy lại. Sau đó mình sẽ lên trên DB mình kiểm tra. Mình sẽ là Laravel. Bảng của mình sẽ là bảng permission. Nó đã có các cái quyền hiển thị ở đây. Sau đó ở phần create role, control ở đây, mình sẽ lấy list permission ra. Và sẽ bằng permission. Đấy, tất cả. Và mình sẽ group nó. Tên của nó sẽ là group. Tiếp theo ở phần view này, mình sẽ lấy biến nó ra, sẽ là role và permission. Xin lỗi, mình nói nhầm. Sau đó ở phần create, ở phần permission này, mình sẽ quay trở lại và mình sẽ lấy một cái checkbox ở đây.
sẽ quay trở lại. Và ở đây mình sẽ có vòng for lấy ra. For x sẽ là permission. Permission sẽ có key là tên là group name. Group name sẽ chọn đến đây là permission, đây là s rồi, và mình sẽ có một cái deep là tên class cho nó sẽ là khôn 6, và mình sẽ có một thẻ H1, H3 đi, H4. Mình sẽ có là tên group. Tiếp theo ở bên dưới mình sẽ có một thẻ div nữa, và trong này mình sẽ có một vòng for. Vòng for này sẽ là permission s item, các cái item của mình. Ở đây mình sẽ để là item chọn đến name, display name tên hiển thị. Tiếp theo check đây mình sẽ bỏ đi, id mình sẽ bỏ, value của nó đương nhiên sẽ là item id rồi. Tên của nó name sẽ là permission ID là một mạng. Mình sẽ reload lại. Đây nó đang bị một cái lỗi là for x permission s ở đây. Permission for x permission s permission group name chọn đến value. Lỗi của mình ở đây đang để for mà nó phải là for x. Tương tự and for x sẽ quay trở lại. Rồi. Ở đây mình đã hiển thị ra tất cả các quyền của mình, nhưng mà giao diện nó chưa được đẹp cho lắm. Mình sẽ sửa lại một chút. Bao trong vòng for này mình sẽ để div. Class của nó sẽ là row. Và thay vì mình để côn 6 mình sẽ để là côn 5. Nhìn lại nó đã thẳng hàng rồi. Tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu ở trong controller ở đây. Khi mà mình store thì mình sẽ lấy được dữ liệu create sẽ bằng là request chọn đến all, và khi mà mình xong thì mình sẽ return lại trang index của mình với một cái tin nhắn sẽ là create success. Khi mình đã có dữ liệu đây rồi thì mình sẽ có một cái biến role, mình sẽ tạo nó bằng cách là dùng role. Sử dụng static function sẽ là create. Tiếp theo, khi mà mình tạo xong role thì mình sẽ phải sử dụng assign những cái role ID cho cái role đấy. Cách role trỏ đến permission và trỏ đến a stack, và dữ liệu của nó sẽ là data permission IES. Ở đây mình sẽ thử DD ra dữ liệu xem nó có gì trước. Quay trở lại, reload lại trang. Đây mình sẽ để là manage user chẳng hạn. Display name của mình sẽ là cũng là tương tự là manage user luôn. Và các cái quyền của mình sẽ tích ở đây. Tiếp theo mình sẽ vào submit, và các dữ liệu của mình, permission ID của mình chỉ là 7. Nó đang một cái lỗi mà mình mong muốn là một cái mảng cơ, chứ nó không phải là mỗi một cái giá trị.
nên mình sẽ quay trở lại code của mình. Ở đây name mình phải để là một cái ngoặc vuông thể hiện là mạng. Mình sẽ quay trở lại, reload lại, vẫn tương tự, submit. Ở đây permission ID của mình đã là một mạng rồi. Sau đó là đối với cái controller mình sẽ bỏ DD này đi. Và ở phần index, index ở đây thì mình sẽ check là nếu section của mình có một cái key tên là message thì sao, mình sẽ hiển thị nó. Div và mình sẽ hiển thị nó sẽ là section message. Rồi quay trở lại, mình sẽ submit. Đa một cái lỗi là fail group does not has default value, có nghĩa là khi mà mình chọn đây thì mình chưa chọn cái group cho cái role này. Mình sẽ quay trở lại cái form ở đây và mình sẽ chọn một cái select box, cái checkbox. Ví dụ mình sẽ chọn cái checkbox ở đây, copy phần create, bên trên mình sẽ để tên cho nó sẽ là name sẽ là group. Và tên cái label hiển thị của nó sẽ là group. Giá trị đầu tiên của nó sẽ là system. Value của nó cũng sẽ là system. Giá trị thứ hai mình sẽ để là user chẳng hạn. Tiếp theo value mình cũng sẽ để là user. Các cái option khác mình sẽ tạm thời xóa đi. ID đây mình cũng sẽ xóa. Rồi, mình sẽ quay trở lại. Rồi, mình sẽ để lại là user role custom chẳng hạn. Giá trị mình sẽ để là system. Thêm mới. Group does not have default value, mình sẽ xem lại ở trong model của mình. Model role group này mình sẽ xem trong controller của mình, DD xem có dữ liệu để role hay permission hay không. Group name bằng group, mình để tên sai, phải tên nó phải ở select phải đúng. Quay trở lại, sẽ quay trở lại và mình sẽ reload lại trang này. Thêm mới, role user chẳng hạn, chọn và submit. Lỗi là ground name has not default value. Ground name này, ở đây ground name do not set default value thì mình sẽ để một cái hàm sẽ là assessor function. Ở đây mình sẽ để giá trị mặc định cho cái ground name của nó, sẽ lên Laravel và mình sẽ vào phần ORM Moon Setter và Cast. Ở phần này mình sẽ sử dụng copy cái assessor, format dữ liệu đầu ra và đầu vào. Ở đây sẽ là ground name. Quay trở lại ground name. Name attribute. Quay trở lại trang, quay trở lại VL. Đây là attribute.
use nó. Và đây sẽ là set. Và giá trị mặc định của nó sẽ là web. Rồi, sau đó là mình quay trở lại. Mình sẽ reload lại. It's not default value. Sẽ quay trở lại. Submit này. The row name has not default value. Cách này không được, mình sẽ sử dụng cách khác. Đó là ở phần data create này mình sẽ thêm một cái key nữa. Row name, giá trị nó sẽ là web. Và sau đó ở phần row này mình sẽ xóa cái phần assistant monitor này đi. Và mình sẽ quay trở lại. Mình sẽ reload lại. Role create. Rồi, thêm mới này. Thêm mới. Role name has not default value. Có nghĩa là ở trong cái phần finable mình thiếu cái trường role name. Sau đó mình sẽ reload lại. A stack does not exist. A stack ở đây đúng không? Rồi ở đây a stack does not exist này mình đã sai đặt tên hàm, phải là chữ k. Mình sẽ reload lại. Đây nó báo là role của mình đã tồn tại. Mình sẽ reload lại ở đây. Và đây mình sẽ để xóa cái role create này đi. Mình sẽ reload lại. A stack does not exist. Vẫn là cái lỗi đấy. Stack the... Cái lỗi này của mình sẽ ra do cái quan hệ đây phải là function. Reload lại. Xóa lại cái role đấy đi. Rồi, mình đã tạo mới thành công một cái role. Nó sẽ ở trang thứ 2. Role create đã tạo mới thành công. Tiếp theo là để handle các cái trường hợp thì mình sẽ cần phải validate nó. Để có thể validate, mình sẽ tạo ra một cái request bằng câu lệnh make request. Ở đây mình sẽ đặt tên nó sẽ là role và create role request. Mình sẽ vào phần request ở đây, phần create role request. Outside mình sẽ để là true. Đây mình sẽ có các rule name, mình sẽ bắt buộc yêu cầu phải là bắt buộc. Display name cũng sẽ là bắt buộc. Và cuối cùng sẽ là group cũng sẽ là bắt buộc. Tiếp theo để sử dụng nó, mình sẽ quay trở lại controller. Ở phần request này mình sẽ sử dụng là create role request. Và để hiển thị lỗi ở trên client, ở ngay bên dưới mình sẽ có một cái error. Tên của nó sẽ là name. Và khi nó có lỗi thì mình sẽ hiển thị lỗi nó ra bằng một thẻ span. Và mình sẽ hiển thị cái message. Ở đây mình sẽ để class cho nó là TechDanger. Và mình sẽ muốn giữ lại giá trị của nó, mình sẽ sử dụng là own. Và tên sẽ là name. Tương tự đối với display name. Và giá trị của nó sẽ là tên own và tên key của nó. Cuối cùng sẽ là liên quan đến select group của mình. Sẽ để là group này. Rồi, sau đó mình sẽ quay trở lại. Và bây giờ mình sẽ reload lại. Khi mà mình thử tạo mới, submit,
thì nó sẽ hiện ra các cái lỗi của mình. Ví dụ mình để là tên là create role chẳng hạn. Khi mà mình submit thì nó sẽ vẫn giữ nguyên giá trị cho mình. Và đối với permission thì mình sẽ cho là không bắt buộc submit này. Nó đã hiển thị là create succeed ở đây. Sẽ đổi lại một chút nhìn giao diện cho nó đẹp mắt chút, mình sẽ để là thẻ H1 ở đây. Và class mình sẽ là tech primary. Đấy là về chức năng create. Tiếp theo là đến với chức năng update. Ở phần list này mình sẽ thêm một cái cột nữa, mình sẽ đặt tên là action. Đây mình sẽ thêm một cột có các cái nút. Thẻ A mình sẽ để là href. Row của nó sẽ là role.edit. Và nó cần truyền vào cái ID. Tên của nó sẽ là edit. Class sẽ là button. Mình sẽ để là warning. Tiếp theo mình sẽ có một cái row nữa, mình sẽ để là delete, destroy. Và class nó sẽ là dancer. Và đây sẽ là list. Mình sẽ để là button. Rồi mình sẽ reload lại. Mình sẽ click vào edit. Nó sẽ đến trang edit của mình. Ở trang edit này, ở trang edit mình sẽ lấy được cái role sẽ bằng là gì? Role 4 chấm cho em file or fail, biến chuyển vào CID. Và đương nhiên mình cũng sẽ phải lấy tất cả permission của nó ra. Permission ở đây mình sẽ with cái quan hệ của nó. Quan hệ của nó sẽ là permission. Và mình sẽ lấy cái list permission ra nữa. Sẽ compact nó để lấy giá trị nó ra. Compact đầu tiên sẽ là role. Và tiếp theo sẽ là permission. Khi mà mình sử dụng with ở đây nó sẽ tránh được câu lệnh query n cộng 1. Và ở đây là mình sẽ lấy ra các cái permission để mình hiển thị. Tiếp theo do là cái edit nó gần giống với create nên mình sẽ copy nó. Sẽ paste ở đây. Đổi tên một chút, thay vì ở đây là create thì ở đây sẽ là edit. Và tên của nó sẽ là role cho đến name. Tiếp theo để là edit. Ở đây row của nó sẽ không phải là store nữa mà row của nó sẽ là update. Và role cho đến ID. Method vẫn là post. Phải thêm một cái giả method ở đây sẽ là end method. Method ở đây sẽ là put. Tiếp theo value ở đây sẽ không phải là own name nữa mà mình sẽ để chấm chấm. Khi mà nếu có cái giá trị mình submit thì mình sẽ in ra, còn không mình sẽ lấy giá trị hiện tại của nó sẽ là role cho đến name. Tương tự ở đây sẽ là display name. Ở đây select ở đây thì mình sẽ có for x. Cái group này mình sẽ có value là sẽ là role cho đến group. Đối với permission ở đây mình sẽ có một cái trigger sẽ có là nếu if là role cho đến permission
cho đến quan hệ của nó, cho đến con tên, name, và đây sẽ là item, cho đến name nếu nó có, nó giống nhau thì mình sẽ check nó, còn không, không có gì cả, chấm, và mình sẽ ra tận hưởng thành quả, reload lại. Mình sẽ edit một cái khác nhìn rõ hơn, edit cái Creator chẳng hạn. Ở đây nó đã tích hết và có sẵn. Tương tự đối với phần update, khi mà mình update mình sẽ tìm cái role, sau đó là gì, sau đó mình sẽ có dữ liệu data career update sẽ bằng request cho đến all, và tiếp theo cũng giống như create thôi. Đầu tiên là mình sẽ dùng role cho đến update và dữ liệu update của mình. Ở đây sẽ không phải là a stack nữa mà sẽ là đồng bộ sync. Và sau khi mà mình update xong thì mình sẽ return lại trang admin của mình. Và tương tự nó cũng sẽ cần phải có một cái validate. Mình sẽ để là update role request. Sẽ gần tương tự đối với user, đối với create role, copy, mình sẽ paste vào đây. Và đây mình sẽ để là true. Quay trở lại, reload lại. Mình sẽ thử bỏ name đi, khi mà mình submit nó sẽ có lỗi là required ở đây. Mình thêm edit user vào đây, mình submit chẳng hạn, đang bị một cái lỗi là role sai cú pháp ở đây. Role controller ở đây phải là 4 chấm role, sẽ quay trở lại submit lại. Data Create, đây sẽ phải là Data Update, không phải Data Create. Data Update. Rồi, sau đó mình sẽ quay trở lại. Thêm quyền nữa chẳng hạn. Submit. Rồi. Message mình sẽ phải chỉnh sửa lại. Đây sẽ là Update. Đây mình sẽ hiển thị những cái role tạo mới lên đầu ở phần index này. Mình sẽ để là latest và sẽ theo ID để lốt lại những cái tạo mới đã lên đầu. Tiếp theo sẽ là chức năng delete. Mình sẽ quay trở lại code. Mình sẽ close lại những cái file không cần thiết, sẽ chỉ để index thôi. Phần index này mình đã có một cái button đây, chỉnh sửa lại nó một chút, không dùng thẻ A nữa mà mình sẽ sử dụng thẻ for. Ở đây action của nó sẽ là round cho đến delete, method sẽ là post. Cho delete vào bên trong cái form này, nó sẽ cần CSRF và cái giả method sẽ là delete. Rồi ở phần round ở đây mình sẽ copy cái redirect ở đây cho mình xuống bên dưới, và mình sẽ để là delete succeed ở đây. Tiếp theo ở đây mình sẽ có một cái role, mình sẽ cho đến enjoy và cho đến ID, biến ID của mình, save lại, quay trở lại
reload. Khi mà mình delete nó sẽ xóa thành công. Vậy là trong video này mình và các bạn đã cùng nhau chỉnh sửa lại sidebar, tạo ra chức năng thêm sửa xóa cập nhật một cái role mới trong hệ thống của mình. Trong video tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra chức năng thêm sửa xóa người dùng. Và các bạn đừng có quên là bật nút chuông thông báo và click vào đăng ký để có thể nhận các cái video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.